Hello anh em, và trong video này chúng ta sẽ cùng đến với custom ai là chùm tướng nữ nhân ngày 20 tháng 10. Luật rất đơn giản, tức là các bạn chỉ được chơi tướng có giới tính là nữ, loại trừ những cái tướng có giới tính không xác định như kiểu Vel'Koz hay là giới tính thứ ba nhá. Và để cho công bằng thì tất cả mọi người sẽ chơi huyền thoại pro nhá. Đại thưởng thì vẫn là 200k không cấm đi bất cứ hashtag nào cả. Let's go. Tử ca lễ nghi khi còn thấp máu nhận được chúc phúc từ các vị thần mỗi khi có người chơi chọn một đồ nữa. Đã bắt đồ là bình thường, đại sảnh cứu trụ cũng là bình thường. Để thử cái tử ca lễ nghi này xem nào. Ui ôi, ra đại sảnh á, đại sảnh thì quá bình thường rồi. Ý chí đồ sở tể, đồ thể toàn nam thì phải đúng không? Rôn, bạn bè phương sao đó các bạn. Quyết tâm lấy cái top 1 cái. Cờ lích, đại sảnh cứu trụ là gì? Ui, làm cái đồ to luôn á. Ôi, trang bị tạo tác luôn à. Chê con này. Chê nốt con này đi. Vũ khúc mùa đông giáp siêu linh. Chắc là mùa đông vĩ cửu nữa các bạn. Được rồi, từ từ các bạn à. Tôi xin phép đánh chuỗi thua. Đồ tể nữ hết hay sao ấy? Đâu ra đồ tể có con border với Archop là đã không chơi được rồi mà các bạn. Các bạn chơi mấy con một tiền đồ tể gì zone à? Bỏ luôn border với Archop thì chơi đồ tể kiểu gì à các bạn? Tôi đánh để lấy top 1, cho nên tôi không đùa đâu. Tôi nhường hơi nhiều cút tầm mòi. Ori, Soraka. Xem hết của mọi người nhá. Shurima với một cái đồng hồ cát. Nhà này là vé bạc với một vũ điệu. Kiên nhẫn học tập cũng là vũ khúc với Nafiri 2 sao. Bạn bè phương xa với bùa đầu lâu. Ấn hiệu triệu với một cái mùa đông vĩnh cửu. Cộng mệt nghỉ đồng hồ cát. Và nhà này là gì? Kính nhắm thiện xạ với hiệu bắn tỉa. Ông nào có cho gát? Ủa? Cho gát là nam à nhỉ? Cảnh cáo lần 1 bà đi. Cái này cảnh cáo thôi các bạn. Ra thì để một con cho gát hay một con Ire thì nó cũng thế mà. Lần sau là phải FF nha. Đây rồi. Nico. Mùa đông của Nico đi. Tôi nghĩ chúng ta nên giữ con này. Nhưng mà thật ra chúng ta bắt buộc phải giữ, chúng ta không phải là nên giữ nữa chứ. Không giữ thì định làm gì? Kiểu mình thắng đến lượt này thì mình mới có quyền không giữ ấy. Nhưng mình thua chắc mà đúng không? Ủa khoan đã. Uầy. Mình khỏe thế. Thế đi khỏi giữ đi. Thêm một đồng. Giáp đi. Đi lâu đi lần nữa này. Giáp giáp vào đây này. X-Star trận này là thổ các bạn ạ. Nhưng mà X-Star thì kiểu thật ra bài X-Star nó chỉ là bị mất đi hiệu triệu rồi bạn. Bạn có thể dùng được Kiana. À đâu, nhưng bạn không dùng được Taric thì chơi gì nhỉ? Mình lại thắng à? Oh. Mà lượt sau chắc chắn là tôi sẽ thua đúng không? Mấy cái nhà sau còn lại toàn nhà mạnh. Thách đấu có 5 con nữ, trong đấy có 2 con 4 tiền à. Ừ, chỉ có Nua Wick ra nhỉ. Nhưng mà thách đấu yếu. Sự thật là thách đấu đang yếu ở trong meta này. Cho nên nó khá là ổn với cái custom này. Thua nhà này à? Samira 2 à? Khó bán này như vậy. Ôi mẹ, trừ một đồng ạ. Nafiri? Nafiri hay Talia? Chắc Nafiri vẫn hơn à? Shurima lắp Sojin để cho gì? Chưa biết luôn, thật ra có ấn thì thoải mái. Ari cũng được. Chứ mà mình tàn quá, tại không lắp được cái đồ gì, đồ xấu quá. Tôi nghĩ độc dược sĩ là ngon hơn cái khảm này. Cái khảm này cứ phê phế thế nào ấy. Rô này đi. Độc dược sĩ nhá. Tôi có thể lên được một cấp. Bỏ này vô. Xem hack 2 của mọi người nào. Hút máu siêu công nghệ. Trẻ khỏe tự do. Bùa đỏ của hack mạnh thế. Đồng lòng đấu tranh. Bùa đỏ của hack mọi người kinh đấy. Đồng lòng này. Phân nhánh ra X-Star Targon. Nhà này là đập ấn rồi. Tức là đổi từ cái ấn bắn tỉa. Chất. Cút tầm tướng nữ hay là quái vật à? Cút tầm tướng nữ.
Chơi cứ tưởng tượng quái vật thì khẩu vị cũng hơi mặn nha. Rake không ai chơi à, kiểu gì chẳng có người chơi rake, rake ngon mà các bạn. Diana chúng ta dùng được này. Ok. Chính ra thế thì có các bạn có thể dùng được kiểu Talia này, Sona này, Nico, Queen, Diana. Gì đã ta? Kiểu một Demacia nữa, kiểu kêu gì đấy à. Chơi đồ tể à, nhưng mà đồ tể kiểu sẽ bị thọt ấy. Ta chỉ có thể chơi kiểu như này à. Đấy, đây cũng là một bài. Hơi ít 4 tiền à, bài phải 3 sao. Mình thắng được không ta? Copy này còn xíu máu, thắng không được. À, ra vậy. Diana hái. À, giáp gai lắp luôn thì là Talia 2 thì sẽ mạnh hơn con này. Đó, cái bàn tay đang thắng. Ok, cảm ơn dấu tên nhé, cảm ơn dấu tên nhiều. Không có thú tượng, không có gì cả, đồ mình hơi lỏ trận này các bạn. Chơi Nilazea chắc là bố à đâu. Thật ra Nilazea các bạn không có đủ con tướng để kích hệ cũng hơi khó ấy. À, mình đang đánh đa dụng thôi. Rồi nghĩ custom này là một custom có thể đánh đa dạng được, miễn là đủ tanh, đủ đam là được. Vì Kata nhà này không có gì quá đáng sợ. Ngoài việc nó có V2 ra thì không đáng sợ lắm. V2 ở đoạn này nó cũng kiểu bình thường mà. Mình có Talia 2 cộng với cả Kiana 2 đây thầy. Được rồi, thế được rồi, thua vậy được rồi. Sona này, Ash, Vanquish. Thật ra thì chinh phạt thì có 3 con cả. Ash con mà. Không phải Noxus rồi. À, lên cấp Sona vô. À, bài mình mạnh hơn được một tí tẹo ạ. À. Phép thì có nào 4 tiền không? Không có à, phải 5 tiền mới có. Được gậy đi. Gậy ra nước mắt ạ. À. Sao đồ tôi tệ bạc vậy mọi người? Đồ mình tệ bạc quá. Kiếm, kiếm, cung. Xong rồi mấy cái đồ tanh cũng hơi phèn nữa. Tanh không có đồ, tôi có đồ mà. Mình cảm giác là kiểu đồ nó hơi tệ. Không phải đồ để đánh cái băng trượng cho lắm. Thì kiểu dấu như là không rồi. Sao Van Mai cũng là không. Chắc là món quà tử sĩ. Tại vì các bạn ít nhất là có bạn bè phương xa thì món quà tử sĩ vẫn không tệ. Ok. Edge. Cảm giác run 8 cũng không có lợi gì mấy à. Tại tướng 5 tiền toàn là nam. Run 7 đi. Toàn nam này. Tạo Soraka 2 cái vậy. Wow, Fiora lại chiến thế. Zia có nên lấy không khi các bạn chỉ dùng được 3 chinh phạt? Hơi đau đầu cái vụ này các bạn ạ. À, rồi tiếp. Full Nam. Chốt Full Nam. À, tạo thế này vậy. Shop phụ nữ không thể nói gì à? Có shop phụ nữ à? Shop phụ nữ nhưng mà kiểu mấy con nữ đấy không mua được ý. Thế là tôi im lặng ấy. Ủa, có nhà đã sắp chết rồi. Chưa kịp xem hack 3 của mọi người mà. Nhà này đã có Belvet với Belvet thách đấu à? Wow. Xịn à nha. Cuối cùng có một cái cung. Xem hack nào. Đồ tể này, độc dược sĩ, hiệu triệu, bạn bè phương xa, đồ on là cái gì? Là vũ khúc à? Đũa phép, tagon, vét vũ điệu là nhất à? Có thể. Ok. Không mua được gì mấy nhở? Chỉ rôn tướng nữ khó quá. Bình thường chỉ toàn nhìn tướng nam ấy các bạn.
Lại ra dây à. Nafiri có cần không nhỉ? Hiện tại là chưa. Rắn này cũng củi quá. Nó chậm dề các bạn. À, Sorakaba để nhằm mục đích gì? Là cái Aitrox đây. Nhưng mà chưa dùng được, con này là tôi không dùng rồi. À, cảm giác bài mình đứng hơi cụm cụm quá. Từ cái nhà này đồng hồ cát các thứ. Đánh cái xa lợi phết. Kiana không dùng đến nó. Đại sảnh cho sách cho ấn á. Ok ok. Cặp bốn đấu sĩ là khá là ngon rồi. Diệt đã bạn. Ra cái diệt meta là OP nhưng mà diệt xong thì đống đồ còn lại mình là cái gì? Các đống đồ còn lại hơi cùi. Thắng. Rồi đâu cũng muốn đồ cho Ash 3. Nửa ngày mới lên được con này không quan trọng nhất các bạn ạ. Nếu không thì chấp nhận là thôi. Đánh kiểu như này đi vậy thì đâu. Đánh kiểu Ash đổ lung tung vậy. Hát 3 tự dạ. Các bạn rồi mà cuối tuần này rồi quyết tâm thắng rồi. Các bạn có thể tranh nhau hạng 2. Chứ khi tới cấp 9 rồi á. Từ khi các bạn lên được Fiora 3 thì tôi chịu. Không thì cứ xếp hàng thôi, bên này để lấy hạng 2 thôi chứ còn gì nữa. Sao lại không thú tượng của Sojin nữa. Sojin Ad nó không mạnh các bạn ạ. Thú tượng thì nó phải vào con cầm băng trượng thôi. Mà tôi đang muốn lên V3 chứ tôi không muốn bỏ V nữa các bạn. Chỉ V hơi bị khỏe đây các bạn ơi. Lấy cái này cho Ash thôi. Lấy đồ Ash đi các bạn. Một Kama nhưng mà Kama nó đắt hơn. Con này có giảm hồi phục này. Con này có búp máu này. Thì Kama nó không có gì đặc biệt cả. Là tát hết. Mà tại sao mình chỉ có một con Nila 2 nhỉ? Sự điều đấy làm tôi thấy hơi lạ. Không chịu thế. CC đến chết luôn mà. Rồi. Dạ kia chết rồi. Và có mấy con lợn ở bể tướng ạ. Nhà đây có giữ hai con lợn. Không sao nào. Không sao vi nào luôn. Ó lúc. Ơi không ra cái gì hết các bạn ơi.
cái ấn đấu sĩ ngon, nhưng mà phần còn lại thì cũng bình thường. Đây, tôi tát được nhà này đây, nhưng mà tôi lại thua cái nhà lúc nãy là sao nhỉ? Vì một sách chỗ ấn nữa, hiệu triệu Noxus John hư không. Hư không thì làm gì còn, à nó còn béo vét à, chắc là lấy hiệu triệu thôi. Hiệu triệu thay được một quân nào ạ, hoặc là thêm một con Kama gì đó. Ok, triệu mình có thể thêm được một Nila hoặc là thay Kama vô. À, đi rồi, tôi nghĩ V3 cũng được á. Lên cái gì ấy, Queen 3. Mấy ông này tự chặn nhau thôi. Đất rút ra gì cả. Rất cần một con Vi các bạn ơi. Ui, nhà đấy lên Queen 3 rồi đấy. Lượt này mà mình không ăn được ông ấy thì lượt sau là mình có tuổi. Lượt sau mình sẽ có Queen 3. Cái gì đấy? Cái gì CC đấy? Ui, nhà đấy con Talia ác chiến đấy. Con Talia, cái trò Talia Sona mạnh thật. Thôi thua. Cút. Mẹ, con Vi lừa vãi nổi thề. Khó bạn. Con Vi lừa quá. Chả biết V3 có ăn được không nữa. Cái cút tường này Demacia mới là mạnh nhất à, không phải Nila. Nhưng cũng không khó để đánh giá. Thật ra là Nila là tôi đồ xấu. Thắng được nhà top 1, chỉ thua nhà kia rồi. Không có giảm hồi phục. Ok, lấy giảm hồi phục đi. Thế rốt cục là chị Vi có ra không đây? Ờ đúng. Thử đổi bên xem sao. Mà tôi cũng không chắc là nó thay đổi được cái gì các bạn. Tại thật sự là con Talia mạnh quá. Cái CC của Talia kiểu liên tục ấy. Đấy. Hở tí ra nó hất lên mà không làm gì được. Tôi thua rồi, nhà kia lên cấp 10 rồi. Đồ của con Talia này mạnh vãi rồi, xem này. Cái sát thương của Talia nó không bao nhiêu, nhưng mà cái khống chế của nó kinh quá. Với cả nhà này có Rex 3 nữa, thế là mình top 3. Top 1 trừ 2, à 1 cộng 2 à. Mẹ con Vi lửa quá ta. Có đấy đổi đồ qua xe du là mình mạnh gấp mấy lần rồi. Xong mình lên cấp là thấy có hy vọng chơi điện tử rồi nhở. Ông nào lại nhầm một cho khác không biết, để xem. Nhà này cấp 10 thêm được cái gì, Ari 2. Nhà này chưa chết được, đợt sau Ari sẽ có thêm một đồ. Ari có một đồ mana nữa. Với cả nhà này đang có con Queen. À xin lỗi, ý là con Kêu của cấp 9, cấp 10 đấy. Ari ra trêu chậm quá. Đâu để xem, điều tra xem lúc nãy ông nào sai. À chính là nó. Ok. Thế thì giải thưởng là 50 trừ 50. Thế thì huyết vệ ơi hãy cố lên. Để xem rồng của ông này ra gì. Tôi sẽ mong bạn này ra bột xanh. Gì đây? Sao bị hoàn chỉnh, xong rồi có một cái tạo tác nữa à. Chọn cái này nhanh thế nhở, không suy nghĩ luôn à. Cái này vào con xe zoom 1 có mạnh đâu ta. Không có thần kiếm hay là bùa đầu lâu cho Ari à. Do check này mà thua là chết luôn đúng không? Cái đó cho Ari không quá tệ. Nhưng mà tại sao không xếp Ari đứng ở chỗ của con Queen này để được boost mana? Hello, đủ boost tốc đánh ấy. Tại sao lại xếp Ari ở đứng ở cái góc này để làm mục đích gì vậy rồi? Đứng ở đây có phải hơn không? Con Queen này làm gì có đồ, làm gì có đam đâu ta. Rồi Ari ra được chiêu thứ 3 chưa? Cũng khó, quan trọng là có cái đồng hồ này các bạn. Một máu, đúng một máu. Xếp lại bài đi bạn ơi. Béo vét thì sao ta? Đập đồ à? Hay là tháo đồ ấy? Bỏ Talia đi là mất phát sư đá chú là hơi thiệt nha. Dùng béo vét 1. Xếp cái gì đấy? Con Kêu có đam nhưng con Queen để làm gì đâu nhở? Xếp kiểu gì ấy? Kinh không? Xếp kiểu gì vậy? Xếp Ari đứng ở đây tức là để con Sona này bút được cho cả 3 à? Cũng rất là tham vọng. Thật ra đứng đối bên như này khá là hay, bởi vì Sona bắn nó ở đây sẽ bút mana cho con Ari này, nhưng mà không đủ tanh các bạn. Chụp ồn.
không, quyền bà quá khỏe nên là top 1 với giải thưởng 150k này cho bạn này. Queen 3 mạnh quá, tôi không hiểu ông Rose Queen 3 kiểu gì khi mà mấy ai đều có Queen nữa. Giả vờ nhầm, tôi ăn 150k là không hay à.